Xin chào các bạn. Nếu các bạn đi hỏi vợ mà bố mẹ vợ yêu cầu một khoản tiền sính lễ quá lớn, vượt xa khả năng của mình, bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ đạp bàn đứng dậy chửi bới nhà gái hay kiên nhẫn tìm đủ mọi cách để có được người mình yêu thương? Đằng sau một yêu cầu tưởng chừng đơn giản ấy, đôi khi lại là ngọn nguồn của những bi kịch không ai có thể lường trước. Và rồi, chỉ một quyết định sai lầm cũng có thể đẩy tất cả vào vòng xoáy của hận thù, đau khổ và sự sụp đổ không thể cứu vãn. Vậy cụ thể vụ án này như thế nào? Chúng ta sẽ tìm hiểu sau ít phút nữa. Trước khi đi vào nội dung chính, bạn nhớ ấn like và thả tim dưới phần bình luận để động viên tinh thần cho ekip và nhớ đăng ký kênh nếu bạn mới ghé thăm kênh lần đầu. Ngay bây giờ chúng ta sẽ quay lại năm 2017 để tìm hiểu chi tiết chính. Vào buổi sáng ngày 13 tháng 6, một công nhân đường sắt họ Vương thuộc Cục Đường sắt Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, trong lúc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đoạn đường danh như thường lệ, đã vô tình phát hiện ra một thi thể bị cán nát bởi tàu hỏa. Anh ta lập tức gọi điện báo cảnh sát. Khi cảnh sát tới hiện trường, họ nhanh chóng tiến hành kiểm tra và tìm thấy giấy tờ tùy thân trong túi áo của nạn nhân. Qua đó, danh tính của người xấu số được xác định là Hà Thư Quế, 32 tuổi, giữ chức quản lý bán hàng tại một doanh nghiệp quốc doanh lớn ở Thái Nguyên. Thư Quế vốn là một người đàn ông có cuộc sống gia đình hạnh phúc với vợ và hai con nhỏ. Thu nhập của anh ta lên đến hàng trăm nghìn tệ mỗi năm, một con số mà không phải ai ở độ tuổi này cũng đạt được. Anh ta là hình mẫu mà nhiều người ngưỡng mộ, thành đạt trong công việc, gia đình yên ấm. Nhưng điều gì đã khiến một người như vậy quyết định tự kết liễu cuộc đời mình trên đường ray vào giữa đêm khuya? Cái chết này thật sự đã khép lại tất cả hay vẫn còn điều gì đó chưa được sáng tỏ? Để giải đáp câu hỏi đó, hãy quay trở về quá khứ và tìm hiểu những sự kiện dẫn đến bi kịch này. Thư Quế chào đời vào năm 1986 trong một gia đình nông dân bình dị tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây. Từ nhỏ, anh ta đã nổi bật với sự chăm chỉ, ham học và luôn đạt thành tích cao trong học tập. Vào những năm cấp 2, Thư Quế đã quen biết với một cô gái cùng làng tên là Giả Tú Phương. Họ ngồi chung bàn suốt 3 năm học, dần trở nên thân thiết và xây dựng một tình bạn sâu sắc. Đến cuối năm học cấp 2, cả hai cùng lên kế hoạch thi đỗ vào cùng một trường trung học phổ thông. Tình bạn giữa họ dần dần nảy nở thành một mối tình trong sáng. Vào năm 2004, sau khi kỳ thi đại học kết thúc, họ đã công khai mối quan hệ và không ngần ngại nắm tay nhau trước bạn bè và người thân. Năm 2008, khi tốt nghiệp đại học, Thư Quế được nhận vào làm tại một doanh nghiệp lớn ở Bắc Kinh trong lĩnh vực bán hàng. Trong khi đó, Tú Phương quyết định trở về Thái Nguyên và làm giáo viên tại một trường mẫu giáo. Khoảng cách địa lý không làm giảm đi tình cảm của họ, nhưng dần dần, sự xa cách ấy cũng tạo ra những khó khăn không thể tránh khỏi. Là một người nhạy bén và giỏi giao tiếp, Thư Quế nhanh chóng khẳng định năng lực tại nơi làm việc và thành tích bán hàng của anh ta không ngừng gia tăng. Thu nhập của anh ta theo đó cũng được nâng cao, thu hút sự chú ý và tín nhiệm từ cấp trên. Nhờ đó, Thư Quế có được quyền tự do quản lý thời gian làm việc của mình mà không phải chịu quá nhiều áp lực. Để kết thúc những ngày tháng yêu xa, anh quyết định nộp đơn xin chuyển công tác về chi nhánh tại Thái Nguyên. Đến năm 2010, anh được chấp thuận và được bổ nhiệm làm trưởng phòng kinh doanh tại chi nhánh Thái Nguyên, phụ trách toàn bộ các hoạt động kinh doanh của công ty trong khu vực. Trước sự hy sinh vì tình yêu của Thư Quế, Tú Phương vô cùng xúc động. Từ khi anh quay trở về Thái Nguyên, họ chuyển đến sống cùng nhau. Với nền tảng tài chính vững chắc, cả hai bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc sống hôn nhân. Cuối năm đó, Tú Phương phát hiện mình đã mang thai. Cô ngay lập tức báo tin vui này cho Thư Quế. Vui sướng trước tin tức bất ngờ, anh ôm chặt lấy cô và đề nghị kết hôn ngay lập tức. Tú Phương xúc động gật đầu đồng ý, trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Tối hôm ấy, Thư Quế vội vàng gọi điện về cho bố mẹ để thông báo tin mừng. Khi nghe con trai báo rằng sắp lên chức ông bà nội, mẹ anh ta cũng không giấu nổi niềm vui và gửi lời chúc phúc cho cả hai. Bà dặn dò anh sớm sắp xếp thời gian trở về quê nhà để gặp gỡ gia đình bên Tú Phương, cùng thảo luận chi tiết về lễ cưới sắp tới. Sáng hôm sau, Thư Quế xin phép nghỉ làm và đưa Tú Phương về nhà cô. Trước khi rời đi, anh căn dặn cô hãy giữ gìn sức khỏe, yên tâm chờ đợi ngày anh sẽ được kiệu hoa đến rước cô về làm dâu nhà họ Hà. Sau đó, Tú Phương quay về nhà mình và vui mừng báo tin cho mẹ. Thế nhưng, phản ứng của bà Lệ Trần hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô. Thay vì chia sẻ niềm vui, bà lại tức giận và cho cô một cái tát thật mạnh. Bà quát mắng rằng cô đã làm mất hết danh dự của gia đình khi chưa cưới mà đã mang thai và mắng cô là đồ con gái hư hỏng. Những lời lẽ nặng nề ấy khiến Tú Phương sững sờ. Bà nhấn mạnh rằng với tình huống hiện tại, cô không thể tùy tiện nghĩ đến việc cưới xin vì gia đình nhà gái đã rơi vào thế bị động. Tú Phương cố gắng giải thích rằng thời đại đã thay đổi
việc cô có con với người mình yêu thương thật lòng là chuyện không đáng phải xấu hổ. Thử Quế lại là một người tài giỏi, có tương lai sáng lạn, chắc chắn sẽ mang lại cho cô một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng lời nói ấy không khiến bà Lệ Chân nguôi giận. Bà chỉ tay thẳng vào mặt con gái và cho rằng cô không hiểu chuyện và không biết suy nghĩ cho gia đình. Theo bà, chuyện cô chưa kết hôn mà đã có thai sẽ làm gia đình mất mặt với hàng xóm láng giềng và nhà trai cũng sẽ coi thường cô. Từ trước đến giờ, bà Lệ Chân luôn phản đối Thư Quế bởi gia đình anh ta chỉ là nông dân, không có điều kiện kinh tế vững chắc và bà lo con gái mình sẽ phải chịu khổ sau khi lấy anh. Bà cũng từng nhiều lần ngỏ ý muốn Tú Phương tìm người khác có điều kiện tốt hơn, nhưng con gái luôn kiên quyết từ chối. Chính vì thế, chuyện lần này càng khiến bà thêm thất vọng. Trong cơn giận dữ, bà đập mạnh lên bàn và hét lớn rằng bà đã bảo cô chia tay Thư Quế từ lâu, nhưng cô cứ cố chấp không nghe. Và giờ, với cái thai trong bụng, cô đã tự đặt mình vào một tình thế khó khăn. Chỉ một tuần sau đó, Thư Quế nhờ người mang đến nhà Tú Phương số tiền sính lễ trị giá 100.000 tệ để thưa chuyện hôn nhân. Tuy nhiên, bà Lệ Chân vẫn không chấp nhận. Bà lạnh lùng tuyên bố rằng 100.000 tệ chỉ là con số quá nhỏ. Nếu thật sự muốn chứng minh tình cảm, anh ta phải chuẩn bị đủ 300.000 tệ thì bà mới tin tưởng giao con gái cho anh. Hơn nữa, bà còn yêu cầu lễ cưới phải được tổ chức thật hoành tráng. Nếu không, hôn lễ sẽ bị hủy ngay lập tức. Thư Quế cố gắng thuyết phục bà rằng với số tiền tích lũy hiện tại, anh không thể đáp ứng yêu cầu ấy ngay lập tức. Anh hứa sẽ tổ chức một lễ cưới trang trọng để cả nhà đều cảm thấy hài lòng. Và nếu sau này có đủ tiền, anh sẽ bổ sung thêm. Nhưng bà Lệ Trần không hề lay chuyển. Bà khăng khăng giữ nguyên lập trường. Nếu không có 300.000 tệ, một đồng cũng không được thiếu. Bà sẽ ép con gái phá thai ngay. Khi cha mẹ của Thư Quế nghe thấy chuyện này, họ vô cùng phẫn nộ. Họ cãi nhau với bà Lệ Trần và cho rằng 100.000 tệ đã là một con số quá lớn rồi. Không lý gì lại đòi hỏi đến 300.000 tệ. Họ mỉa mai rằng bà muốn bán con gái chứ không phải cả con. Thậm chí, họ còn nghi ngờ liệu số tiền lớn như vậy có được dùng cho hôn lễ hay chỉ là cái cớ để bà trục lợi. Cả hai bên cứ thế tranh cãi không ngừng. Tin tức về việc Tú Phương mang thai trước khi cưới nhanh chóng lan khắp thị trấn, làm cho Thư Quế rơi vào tình thế khó xử. Anh không biết phải giải quyết ra sao. Trong khi đó, Tú Phương đứng giữa cuộc xung đột của mẹ và bạn trai, cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Cô quyết định nghĩ ra một kế sách. Một buổi sáng nọ, sau khi ăn sáng xong, cô bảo với mẹ rằng sẽ ra ngoài có chút việc, rồi đến gặp bạn bè và dành cả ngày ở đó. Đến tối, khi trở về, cô nói dối mẹ rằng mình đã đi phá thai. Cô nghĩ rằng lời nói dối này sẽ xoa dịu cơn giận của mẹ và giúp giải tỏa tình hình căng thẳng giữa hai gia đình. Thế nhưng, trái với suy tính của cô, vừa nghe tin, bà Lệ Trần lập tức gọi điện cho Thư Quế và lớn tiếng tuyên bố con gái bà đã phá thai và nếu anh không mang đủ 300.000 tệ, đừng hòng nghĩ đến việc cưới xin. Lời nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào lòng Thư Quế. Anh không hề biết rằng đó chỉ là lời nói dối của Tú Phương. Tưởng rằng bạn gái đã thực sự từ bỏ đứa con, anh vô cùng tức giận. Những nỗ lực và tình cảm của anh bỗng chốc tan biến. Trong cơn giận dữ, anh tuyên bố sẽ chứng minh cho gia đình họ già thấy rằng trong vòng nửa năm, anh sẽ kết hôn mà không cần bỏ ra một xu và sẽ không bao giờ cần đến con gái của họ. Ngay sau đó, Thư Quế cắt đứt mọi liên lạc với Tú Phương và nhờ bạn bè tìm kiếm một cô gái phù hợp để kết hôn. Không lâu sau, một người bạn đã giới thiệu cho anh một cô gái có tên Tu Lệ Vân, một cô gái dịu dàng, kém anh 2 tuổi, xuất thân từ một vùng quê nghèo. Cô rời trường từ sớm để làm việc, và dù có nhiều người theo đuổi, nhưng chưa ai khiến cô cảm thấy rung động như Thư Quế. Ngày 3 tháng 5 năm 2011, Thư Quế, dưới sự giới thiệu của hàng xóm, đã gặp gỡ Lệ Vân lần đầu tiên. Cuộc gặp gỡ diễn ra khá thuận lợi, và ngay lập tức, anh có ấn tượng tốt với cô gái dịu dàng, lịch sự này. Về phía Lệ Vân, cô bị thu hút bởi Thư Quế ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trong suốt buổi nói chuyện, ánh mắt cô ánh lên vẻ ngưỡng mộ, chăm chú lắng nghe từng lời của anh với nụ cười nhẹ nhàng luôn thường trực. Thỉnh thoảng, cô bật cười khúc khích trước những câu chuyện mà Thư Quế kể, bầu không khí buổi gặp vì thế trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Vào buổi trưa, Thư Quế mời cô dùng bữa và sau đó hai người cùng nhau đi xem phim. Buổi chiều, anh tiếp tục đưa cô đi dạo quanh thành phố Thái Nguyên, giống như đang thực hiện từng bước trong hành trình của một mối tình mới chớm nở. Khi đêm xuống, anh đưa Lệ Vân về nhà an toàn và cả hai đã trao đổi số điện thoại để giữ liên lạc. Về đến nhà, Lệ Vân lập tức nhắn tin hỏi thăm Thư Quế, bày tỏ sự quan tâm nhẹ nhàng của mình. Dù Thư Quế đáp lại một cách lịch sự, nhưng anh lại không hề chủ động nhắn tin trước. Chỉ khi cô liên lạc,
anh mới trả lời một cách vừa đủ. Qua hơn một tuần tiếp xúc, Thư Quế dần nhận ra rằng mình không hề cảm thấy khó chịu trước sự hiện diện của Lệ Vân. Cô gái này dường như đã chiếm được một phần thiện cảm trong lòng anh. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, anh quyết định đến thăm nhà Lệ Vân để bàn bạc chuyện hôn nhân. Một phần nhằm khẳng định rằng anh đã sẵn sàng bước tiếp, phần khác như một cách thể hiện sự cứng rắn đối với mẹ con Tú Phương. Lần đầu tiên đặt chân đến nhà Lệ Vân, Thư Quế không muốn mất thời gian quanh co mà đi thẳng vào trọng tâm câu chuyện. Anh bày tỏ rõ rằng hoàn cảnh hiện tại của gia đình không dư giả, không có khả năng chuẩn bị một khoản sính lễ lớn như nhiều gia đình khác. Anh cũng muốn nhấn mạnh rằng nếu gia đình cô đặt nặng vấn đề tài chính, họ chỉ có thể tiếp tục duy trì mối quan hệ như bạn bè. Ngược lại, nếu không quan trọng điều đó, anh sẵn sàng tiến tới hôn nhân ngay lập tức. Với Lệ Vân, gặp được một người đàn ông khiến cô cảm mến như Thư Quế không phải chuyện dễ dàng. Đứng trước tình huống này, cô khẳng định tình cảm của mình không phụ thuộc vào sính lễ hay tiền bạc. Điều mà cô quan tâm là con người Thư Quế và sự chân thành của anh. Cô hoàn toàn chấp nhận tình trạng hiện tại của anh và sẵn sàng cùng anh xây dựng một gia đình hạnh phúc dù không có sính lễ. Đối với cô, điều quan trọng nhất là sự thật lòng và sự trân trọng mà anh dành cho cô. Những lời nói ấy khiến Thư Quế vô cùng xúc động và biết ơn. Ngay sáng hôm sau, Thư Quế cùng Lệ Vân đến cục dân chính đăng ký kết hôn. Lễ cưới được tổ chức không quá cầu kỳ nhưng vẫn đầy đủ, trang trọng. Sau hôn lễ, họ cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật tại Hải Nam, đánh dấu bước khởi đầu cho một cuộc sống hôn nhân mà cả hai đều mong đợi. Trở về sau tuần trăng mật, Thư Quế bất ngờ nhận được một bưu kiện từ Bắc Kinh. Nhân lúc Lệ Vân đang bận rộn dọn dẹp nhà cửa, anh nhanh chóng mở gói bưu kiện. Những gì nhìn thấy bên trong khiến anh sững người, đó là một tờ giấy chứng nhận phá thai, ghi rõ thời gian thực hiện thủ thuật. Điều khiến anh đau đớn hơn cả là thời gian ghi trên đó trùng khớp với khoảng thời gian mà anh đang tìm kiếm một người bạn gái mới. Điều này có nghĩa rằng, khi mẹ của Tú Phương tuyên bố con gái bà đã phá thai, thực tế không phải vậy. Chỉ đến khi mối quan hệ giữa họ đã hoàn toàn đổ vỡ, Tú Phương mới thực sự từ bỏ đứa con trong bụng. Nhìn thấy biểu cảm khác lạ trên khuôn mặt chồng, Lệ Vân không khỏi lo lắng. Tuy nhiên, Thư Quế lập tức giấu đi nỗi đau và căng thẳng của mình, tìm cách trấn an cô. Anh giải thích rằng, đây chỉ là một tài liệu liên quan đến công việc, và ngay sau đó anh cần phải đi Bắc Kinh để xử lý vài vấn đề quan trọng. Để tránh làm vợ lo lắng, anh nhờ cô thu dọn hành lý cho mình, rồi nhanh chóng rời khỏi nhà với tờ giấy chứng nhận trong túi áo. Bước ra khỏi nhà, cảm xúc trong lòng Thư Quế như một dòng nước cuồn cuộn không thể kiểm soát. Những con số trên tờ giấy chứng nhận như đang nhắc nhở anh về những gì mà anh đã mất đi. Nỗi giận dữ, sự bất lực và cảm giác bị lừa dối dâng lên, thôi thúc anh phải làm sáng tỏ sự thật này. Anh quyết định đến Bắc Kinh, không chỉ để tìm câu trả lời từ Tú Phương, mà còn để đối mặt với những cảm xúc mà anh đã chôn giấu bấy lâu nay. Kể từ khi kết hôn, cuộc sống của Thư Quế luôn trong trạng thái mâu thuẫn. Một mặt, anh không thể xóa nhòa được hình bóng của Tú Phương trong tâm trí, đôi lúc còn cảm thấy hối hận vì đã cắt đứt liên lạc quá nhanh. Mặt khác, anh không muốn làm tổn thương Lệ Vân, người vợ luôn tận tụy và dành trọn tình yêu cho anh. Điều này khiến anh không ngừng trăn trở giữa quá khứ và hiện tại, như một ngọn sóng triền miên đập vào bờ, không bao giờ ngơi nghỉ. Sáng hôm sau, Thư Quế lên chuyến tàu đi Bắc Kinh với quyết tâm phải gặp bằng được Tú Phương và tìm ra sự thật. Sau nhiều lần dò hỏi, anh cuối cùng cũng tìm đến nơi cô đang sống. Khi gặp lại, điều đầu tiên đập vào mắt anh là hình ảnh một Tú Phương tiểu tụy, yếu ớt và đôi mắt lộ rõ sự lạnh nhạt, xa cách. Trước sự xuất hiện bất ngờ của anh, cô không khỏi bộc lộ sự tức giận và phẫn uất. Mối tình từng sâu đậm nay chỉ còn lại sự đau khổ và những vết thương chưa lành. Thư Quế bàng hoàng khi thấy người yêu cũ trong tình cảnh như vậy. Anh cố gắng gặng hỏi để hiểu được những gì đã xảy ra và tại sao mọi chuyện lại trở nên phức tạp đến thế. Nhưng đáp lại sự ân hận của anh chỉ là sự giận dữ của cô. Tú Phương không kiềm chế được cảm xúc, trách móc anh vì đã không tin tưởng, vì đã không chờ đợi. Trong khoảnh khắc ấy, Thư Quế cảm thấy như có một tảng đá lớn đè nặng trong lòng. Anh đau đớn nhận ra những hiểu lầm và tổn thương mà cả hai đã phải chịu đựng. Tú Phương cho biết, vào thời điểm đó, cô đã nói dối mẹ mình rằng đã phá thai để làm dịu đi xung đột giữa hai gia đình, nhưng sự thật là cô chưa bao giờ làm điều đó. Khi nghe mẹ mình thông báo rằng Thư Quế quyết định đi tìm một người vợ khác và thậm chí còn khẳng định sẽ kết hôn mà không cần sính lễ, cô đã mất hết hy vọng, nghĩ rằng anh sẽ nhanh chóng nguôi giận và quay lại. Nhưng điều duy nhất mà cô nhận được chỉ là tin tức về những cuộc hẹn hò của anh. Cuối cùng, khi nhận ra Thư Quế thực sự đã rời xa, cô đã tự mình đến Bắc Kinh và quyết định bỏ đứa bé.
những giọt nước mắt trào ra khi cô kể về khoảng thời gian đau đớn ấy. Cô căm hận vì đã đặt quá nhiều niềm tin và hy vọng vào anh. Để giải tỏa sự tức giận, Tu Phương đã gửi tờ giấy chứng nhận phá thai cho Thư Quế như một cách để buộc anh đối diện với sự thật, để anh phải ân hận và day dứt. Sự việc này đã khiến cô suy sụp, nhưng đồng thời cũng giúp cô nhận ra rằng cả hai không còn tương lai nào với nhau nữa. Nghe từng lời trách móc của cô, Thư Quế cảm thấy lòng mình như vỡ vụn. Anh tự trách bản thân vì đã hành xử nông nổi, vì đã để mất người con gái mà anh thật sự yêu thương. Sự hối hận dày vò khiến anh muốn sửa chữa sai lầm, muốn mang cô trở về bên mình để bắt đầu lại từ đầu. Nhưng Tú Phương thì không còn sức để đáp lại. Đối với cô, mọi thứ đã chấm dứt từ lâu. Từ khi cô quyết định rời bỏ đứa bé, mối liên kết duy nhất giữa hai người, cô đã dùng chính nỗi đau của mình để kết thúc mối quan hệ mà cô từng xem là tất cả. Thư Quế trong giây phút ấy muốn níu kéo, muốn thuyết phục Tú Phương trở lại Thái Nguyên cùng anh, không muốn để cô một mình nơi đất khách. Nhưng cô chỉ mỉm cười cay đắng, nhắc nhở anh rằng cuộc sống của anh đã có một người vợ khác, một người hoàn toàn không liên quan đến quá khứ đau buồn này. Đối với cô, việc quay lại bên anh chỉ là một sự sỉ nhục đối với tình cảm mà họ từng có. Cô khẳng định rằng sự xuất hiện của anh lúc này là không cần thiết nữa. Giữa họ, mọi thứ đã chấm dứt từ ngày đứa bé không còn. Tất cả những gì cô muốn là cho anh biết sự thật, để anh không còn căm ghét hay hiểu lầm cô nữa. Cô yêu cầu anh quay về với người vợ hiện tại và sống tốt phần đời còn lại của mình. Trước lời lẽ kiên quyết của cô, Thư Quế cảm thấy hoàn toàn bất lực. Anh biết rằng tình cảm của mình dành cho cô vẫn nguyên vẹn, nhưng những gì anh đã gây ra không thể sửa chữa được. Với cảm giác tội lỗi trào dâng, anh thừa nhận bản thân đã sai lầm và muốn làm lại từ đầu, hứa hẹn sẽ giải quyết mọi chuyện và sẵn sàng từ bỏ cuộc hôn nhân hiện tại để quay về bên cô. Nhưng lần này, Tu Phương đã không còn muốn quay đầu lại nữa. Đối với cô, tình yêu ấy đã bị chôn vùi cùng đứa con chưa kịp chào đời. Cô nói rằng, dù không có anh, cô vẫn sẽ sống tiếp. Và một ngày nào đó, cô sẽ gặp một người đàn ông khác đủ tốt để mang lại hạnh phúc cho mình. Khi Thư Quế cố gắng cầu xin thêm một cơ hội, cô chỉ khẽ lắc đầu, đẩy anh ra khỏi ngôi nhà nhỏ mà cô đang sống. Những năm tháng đau khổ mà cô đã chịu đựng đã khiến trái tim cô trở nên lạnh lẽo. Việc anh xuất hiện không thay đổi được điều gì, chỉ khơi lại những vết thương cũ mà cô đã phải chật vật mới có thể khép lại. Cô đóng cánh cửa trước mắt anh, kết thúc tất cả những kỷ niệm ngọt ngào nhưng đau đớn giữa hai người. Trở về Thái Nguyên sau chuyến đi Bắc Kinh, Thư Quế dường như chìm sâu vào nỗi buồn bã không dứt. Nhưng dấu hiệu chán nản, suy tư của anh nhanh chóng khiến Lệ Vân chú ý. Nhìn thấy chồng mỗi ngày đều mang một tâm trạng nặng nề, gương mặt không lúc nào sáng lên nụ cười, cô không khỏi lo lắng, thầm nghĩ liệu có phải công việc đang gặp khó khăn hay có vấn đề gì mà anh chưa giải quyết được. Cô nhiều lần cố gắng hỏi han, bày tỏ sự quan tâm của mình, nhưng không nhận được câu trả lời thỏa đáng. Sự im lặng và né tránh của Thư Quế làm cô băn khoăn, nhưng vì hiểu rằng giữa họ vẫn có một khoảng cách vô hình do khác biệt về học vấn và kinh nghiệm sống, cô đành chọn cách yên lặng và lùi lại. Lệ Vân chưa bao giờ muốn trở thành gánh nặng cho chồng. Cô tự nhủ, nếu không thể hỗ trợ anh trong công việc hay chia sẻ được những khó khăn mà anh đang đối mặt, thì ít nhất cô sẽ làm tròn trách nhiệm của một người vợ, tạo nên một gia đình yên ấm để anh có thể an tâm làm việc. Đó là cách duy nhất mà cô nghĩ mình có thể giúp đỡ, biến ngôi nhà này thành chốn bình yên mỗi khi anh trở về. Sự hiền lành và chu đáo của Lệ Vân khiến Thư Quế không thể ghét bỏ, nhưng đồng thời, anh cũng cảm thấy bị dồn nén giữa những cảm xúc tội lỗi và bực bội không tên. Lệ Vân luôn ngưỡng mộ và tin tưởng chồng một cách tuyệt đối. Cô chấp nhận sự im lặng của anh, không bao giờ tra hỏi hay cố tìm hiểu những điều mà anh không muốn chia sẻ. Cô không yêu cầu anh phải công khai tài chính, cũng không đòi hỏi quyền quản lý chi tiêu trong gia đình. Sau khi kết hôn, Thư Quế được đơn vị cấp cho một căn hộ phúc lợi và họ đã mua thêm một chiếc xe hơi bằng số tiền tiết kiệm. Cuộc sống của họ, về mặt vật chất, hoàn toàn không có điều gì phải lo lắng. Trong thời gian đó, Thư Quế vẫn âm thầm giữ liên lạc với Tú Phương. Anh hy vọng cô có thể tìm thấy một người đàn ông tốt, xóa bỏ những ký ức đau buồn và xây dựng lại cuộc sống mới. Chỉ khi nào cô thực sự tìm được hạnh phúc, anh mới cảm thấy nhẹ lòng. Tuy nhiên, điều anh không ngờ tới là, không lâu sau khi anh từ Bắc Kinh trở về, Tú Phương cũng đã quyết định quay lại Thái Nguyên. Ngày 12 tháng 7, Thư Quế nhận được một tin nhắn từ Tú Phương hẹn gặp tại một quán trà. Anh nhanh chóng tìm cớ với vợ và nói rằng sẽ đến nhà một đồng nghiệp và sẽ về muộn. Với Lệ Vân, đây chỉ là một ngày bình thường và cô không mảy may nghi ngờ lời chồng. Thư Quế rời nhà, lòng vừa hồi hộp vừa không biết nên đối mặt với tình huống này như thế nào. Khi gặp lại Tú Phương, trái ngược với những gì anh hình dung, cô có vẻ vui vẻ và bình thản hơn trước.
Họ cùng uống trà, rồi tiếp tục đi dạo quanh phố. So với lần gặp trước ở Bắc Kinh, dường như Tú Phương đã lấy lại sự tự tin và ánh mắt sáng hơn, không còn chìm trong sự u uất. Tuy nhiên, lời nói của cô vẫn phảng phất một nỗi buồn mà anh có thể cảm nhận. Cô thổ lộ rằng, mặc dù đã có nhiều người muốn theo đuổi và xây dựng mối quan hệ với cô, nhưng dường như trái tim cô đã mất đi khả năng yêu thương thêm một lần nữa. Cô nhận ra rằng, ngoài Thư Quế, cô không thể dành tình cảm cho bất kỳ ai khác. Cảm xúc trong lòng Thư Quế rối bời, anh nhận ra mình cũng không thể rời xa Tú Phương. Dù đã có vợ, chỉ cần nghĩ đến việc cô sẽ ở bên một người đàn ông khác, trái tim anh như bị bóp nghẹt. Ý nghĩ đó khiến anh cảm thấy đau đớn vô cùng. Nhưng anh cũng hiểu rằng, mình không thể ích kỷ giữ cô lại bên mình, nhất là khi bản thân đã ràng buộc với một người vợ khác. Khi Tú Phương ngỏ ý rằng, nếu anh thực sự không thể chịu đựng được, anh hãy ly hôn và kết hôn với cô. Thư Quế chỉ biết im lặng, cô đúng, nhưng anh không thể làm tổn thương Lệ Vân như vậy. Cô ấy đã không làm điều gì sai, đã hy sinh rất nhiều để xây dựng gia đình này cùng anh. Việc anh ly hôn lúc này chẳng khác nào một nhát dao đâm thẳng vào lòng người phụ nữ ấy. Trong lúc Thư Quế còn đang phân vân tìm cách xử lý, thì một sự việc xảy ra đã thay đổi tất cả. Lệ Vân thông báo rằng cô đã mang thai. Cú sốc này khiến Thư Quế lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Anh đành thú nhận tình trạng với Tú Phương rằng, theo quy định của pháp luật, anh không thể ly hôn với phụ nữ đang mang thai hoặc trong thời gian cho con bú. Điều này có nghĩa là anh sẽ không thể rời bỏ vợ mình ít nhất trong một khoảng thời gian dài. Dù rất muốn thấu hiểu và thông cảm, nhưng điều đó không ngăn được nỗi đau đang gặm nhấm Tú Phương. Cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận rằng người đàn ông mà cô yêu sẽ vẫn tiếp tục sống với người vợ khác. Cô cố gắng nuốt trọn nỗi cay đắng vào trong, đồng ý cho anh thời gian, chỉ cần anh có thể mỗi ngày đến thăm cô, để cô không cảm thấy bị bỏ rơi. Nhưng chính cô cũng hiểu rằng, không có người phụ nữ nào muốn chia sẻ người mình yêu với người khác. Lời nói rằng, sẽ kiên nhẫn chờ đợi chỉ là một cách để tự an ủi bản thân. Nhìn người mình yêu rơi vào hoàn cảnh khó xử, lòng cô như bị xé nát. Để bù đắp phần nào cho sự chờ đợi này, Thư Quế đã hứa rằng, anh sẽ chia đôi thu nhập hàng tháng, một phần để hỗ trợ Tú Phương và phần còn lại cho gia đình nhỏ của mình. Nhưng liệu điều đó có thể làm dịu đi nỗi đau mà cô đang phải chịu đựng hay không? Anh thực sự không biết. Sau khi Lệ Vân sinh con trai, cuộc sống của Thư Quế trở nên phức tạp hơn. Mỗi ngày nhìn đứa trẻ khôn lớn và vợ mình chăm chút từng chút một cho gia đình, anh bắt đầu cảm thấy khó mà đưa ra quyết định phá vỡ tổ ấm này. Tình cảm dành cho đứa con trai lanh lợi và đáng yêu dần làm mờ đi ý định ly hôn vốn đã nung nấu bấy lâu. Mặt khác, người vợ hiền lành và chu đáo ấy vẫn luôn tin tưởng và chăm lo cho anh hết mực. Thế nhưng, mỗi khi nghĩ đến Tú Phương, người con gái đang âm thầm chờ đợi một danh phận, lòng anh lại đau nhói, dằn vặt vì sự mâu thuẫn không lối thoát. Mọi tính toán của anh nhanh chóng bị đảo lộn khi Lệ Vân lại mang thai lần thứ hai. Việc này không chỉ khiến anh chần chừ trong quyết định ly hôn, mà còn đẩy anh vào tình huống vô cùng khó xử với Tú Phương. Khi biết tin về đứa con thứ hai, Tú Phương không kiềm chế được nỗi đau và sự thất vọng. Cô cảm thấy bị phản bội, như thể anh đã hứa hẹn với cô, nhưng lại tiếp tục gắn bó sâu sắc hơn với người vợ hợp pháp. Giữa cơn phẫn nộ, cô đuổi anh ra khỏi nhà, không muốn nhìn thấy anh thêm lần nào nữa. Nhưng khi cánh cửa đóng sập sau lưng Thư Quế, bên trong, Tú Phương ngã quỵ xuống và khóc nức nở. Cảm giác mất mát và tổn thương quá lớn làm cô không thể buông bỏ. Dù bị đẩy ra khỏi cuộc đời anh hết lần này đến lần khác, cô vẫn không thể ngừng hy vọng và mong chờ. Để bù đắp phần nào cho sự chờ đợi đầy đau khổ của cô, vào dịp cuối năm, khi một người bạn đang tham gia mua nhà tập thể, Thư Quế đã bí mật dùng danh nghĩa bạn mình để vay tiền và mua tặng cô một căn hộ 2 phòng ngủ ở trung tâm thành phố. Trong khi đó, Lệ Vân sinh hạ một bé gái khỏe mạnh. Cả hai bên gia đình đều tràn ngập niềm vui vì giờ đây họ đã có đủ cả nếp lẫn tẻ. Thư Quế không chỉ có nhà, có xe, mà còn có sự nghiệp thành đạt và một gia đình được nhiều người ngưỡng mộ. Anh trở thành hình mẫu của một người con dễ hiếu thảo, một người chồng tốt, một người trai trách nhiệm. Mọi người xung quanh không ngớt lời khen ngợi gia đình nhỏ này. Nhưng đằng sau vẻ bề ngoài hoàn hảo đó, Thư Quế phải chịu đựng một áp lực tinh thần khủng khiếp. Một ngày nọ, Tú Phương bất ngờ nói với Thư Quế rằng cha mẹ cô đang giục cô đi xem mắt. Ở độ tuổi này, việc chưa kết hôn khiến bố mẹ cô vô cùng lo lắng. Họ liên tục sắp xếp cho cô gặp gỡ những người đàn ông khác, nhưng cô vẫn khước từ tất cả với lý do rằng mình chưa sẵn sàng. Cô vẫn hy vọng một ngày nào đó Thư Quế sẽ giữ lời hứa cho cô một danh phận chính thức. Nhưng liệu thời điểm ấy có bao giờ đến, hay cô sẽ mãi mãi là cái bóng của một cuộc tình dang dở? Ngày 12 tháng 12 năm 2016, trong một đêm đông lạnh lẽo,
con trai của Thư Quế đột ngột lên cơn sốt cao. Lúc đó, Lệ Vân không có đủ tiền trong túi để đưa con đi bệnh viện. Lo lắng cho sức khỏe của con, cô vội vàng gọi điện cho Thư Quế để xin hỗ trợ tài chính. Tuy nhiên, khi cuộc gọi được kết nối, người nhấc máy lại là một giọng phụ nữ hoàn toàn xa lạ. Điều này khiến Lệ Vân bất ngờ và hoang mang. Cô lập tức hỏi về thân phận của người này và không thể hiểu tại sao, với số điện thoại của chồng mình, người phụ nữ kia lại không nhận ra số của cô. Câu trả lời từ đầu dây bên kia khiến Lệ Vân sững sờ, cảm giác nghi ngờ và lo sợ dâng lên trong lòng. Người phụ nữ kia đã thản nhiên cho biết rằng mình cũng là vợ của Thư Quế và anh ta hiện đang bận. Trước khi Lệ Vân kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, cô nghe thấy âm thanh nước chảy vọng lại qua điện thoại như một bằng chứng không thể phủ nhận về sự hiện diện của người phụ nữ đó trong cuộc sống của chồng mình. Khi Thư Quế bắt máy, anh lập tức nổi giận. Thái độ gay gắt của anh khiến Lệ Vân không khỏi bối rối và cảm thấy có lỗi. Dù bản thân cô không hề làm gì sai, cô chỉ đơn thuần muốn xin một khoản tiền để đưa con đi bệnh viện. Nhưng sự phản ứng dữ dội của anh khiến mọi nghi ngờ trong lòng cô càng thêm chồng chất. Sau khi giải thích tình hình, Thư Quế mới bình tĩnh lại và chuyển khoản cho cô số tiền cần thiết, kèm theo lời nhắc nhở hãy nhanh chóng đưa con đi khám. Những lời cảnh báo của Thư Quế về sự tin tưởng và lòng trung thủy trong hôn nhân vẫn vang lên trong tâm trí Lệ Vân. Anh luôn khẳng định rằng giữa vợ chồng phải có sự tin tưởng tuyệt đối, không nên nghi ngờ lẫn nhau. Đối với anh, niềm tin là nền tảng của một mối quan hệ lâu dài, và một khi đã có sự nghi ngờ, tình cảm sẽ sớm tan vỡ. Thư Quế thường xuyên nhấn mạnh rằng những người vợ hay kiểm tra điện thoại hay giám sát chồng chỉ khiến cuộc sống gia đình thêm một hạt. Anh không muốn Lệ Vân trở thành kiểu người đó. Và mỗi lần nhắc đến chủ đề này, anh đều lặp lại rằng cô không bao giờ được phép làm như vậy. Nhưng Lệ Vân không thể không tự hỏi liệu những lời nói ấy có thật sự chỉ nhằm duy trì một hạnh phúc bền vững, hay đó chỉ là cách Thư Quế đang che giấu điều gì đó khỏi cô. Trên đường đến bệnh viện, Lệ Vân không ngừng chìm trong những suy nghĩ hỗn loạn, cảm giác bất an đeo bám cô suốt dọc đường, như một đám mây mờ không thể tan biến. Từ lúc nghe thấy giọng nói của người phụ nữ lạ mặt bắt máy thay chồng, lòng cô dâng lên một nỗi lo lắng khó tả. Dù đã cố gắng tự nhủ rằng đó chỉ là một sự hiểu lầm, cô muốn tin tưởng Thư Quế, nhưng sự nghi ngờ đã lẩn vẩn trong đầu, len lỏi vào từng suy nghĩ, khiến cô không thể gạt bỏ hoàn toàn. Khi trở về nhà vào tối hôm đó, Lệ Vân không thể kìm nén được nữa và buộc phải đề cập đến chuyện đã xảy ra. Tuy nhiên, sự phản ứng của chồng càng làm nỗi hoài nghi trong lòng cô bùng lên mạnh mẽ hơn. Sự tức giận và khó chịu của anh không khiến mọi chuyện sáng tỏ, mà ngược lại, chỉ làm tăng thêm cảm giác bất an trong cô. Anh chỉ giải thích qua loa rồi gạt đi, như thể mọi câu hỏi của cô đều là sự xâm phạm không đáng có. Cô cảm thấy mình như đang chạm phải một bức tường vô hình mà anh đã dựng lên từ bao giờ. Dù cố gắng thuyết phục bản thân phải giữ bình tĩnh, nhưng mối nghi ngờ như ngọn lửa nhỏ âm ỉ trong lòng, càng bị kìm nén, nó càng bùng cháy mạnh mẽ. Đêm hôm đó, sau khi Thư Quế chìm vào giấc ngủ, Lệ Vân lặng lẽ cầm lấy điện thoại của chồng. Cô biết việc này sẽ đi ngược lại những gì cô từng tự nhủ về sự tin tưởng và tôn trọng. Nhưng giờ đây, lý trí không còn đủ sức ngăn cản đôi tay run rẩy của cô. Cô sử dụng dấu vân tay của anh để mở khóa và bắt đầu kiểm tra từng ứng dụng, từ QQ đến WeChat và cả tin nhắn. Khi cái tên Tú Phương hiện lên trên màn hình, kèm theo biệt danh thân mật vợ yêu, Lệ Vân như không tin vào mắt mình, cảm giác tê dại lan khắp cơ thể. Trong khi tay cô vẫn run rẩy lướt qua từng dòng tin nhắn, cô như muốn đóng lại chiếc điện thoại ngay lập tức, nhưng không thể. Tên của cô, người vợ hợp pháp, chỉ được lưu dưới một cái tên lạnh lùng và xa cách. Lòng tự trọng của cô như bị đè bẹp bởi phát hiện đau đớn này. Giờ đây, mọi thứ đã rõ ràng, những gì mà cô luôn sợ hãi đã trở thành hiện thực, nhưng nỗi đau khi đối diện với sự thật còn lớn hơn những gì cô tưởng tượng. Không kìm nén được nữa, cô đánh thức Thư Quế để đối diện với anh bằng nỗi uất ức và cay đắng trong lòng. Sự ngỡ ngàng hiện rõ trên gương mặt anh khi đối diện với vợ giữa đêm khuya, và trước sự căng thẳng của cô, anh đành thừa nhận tất cả. Hóa ra, mối quan hệ giữa anh và Tú Phương không hề kết thúc như cô nghĩ. Người phụ nữ ấy không chỉ đơn giản là một người bạn cũ, mà là mối tình sâu đậm mà anh chưa bao giờ buông bỏ. Từ trước khi cưới, Tú Phương đã là một phần không thể tách rời trong cuộc đời anh. Sự có mặt của Lệ Vân chỉ là một sự thay thế mà anh chưa bao giờ sẵn sàng đón nhận hoàn toàn. Lòng tự tôn bị tổn thương nghiêm trọng khiến Lệ Vân không thể kiềm chế, và nỗi tức giận dồn nén đã biến thành hành động. Cô cảm thấy như cả cuộc đời mình bị lừa dối, bị lợi dụng và bị biến thành kẻ thứ ba trong chính cuộc hôn nhân của mình. Những gì Thư Quế thú nhận không chỉ làm trái tim cô tan nát, mà còn khiến mọi cảm giác an toàn trong cô bị xóa bỏ hoàn toàn.
cô không thể tiếp tục cuộc sống như thế này. Cô yêu cầu một cuộc ly hôn, muốn chấm dứt mọi thứ ngay lập tức. Đối với cô, việc duy trì một gia đình với một người đàn ông còn vương vấn tình cảm với người phụ nữ khác là điều không thể chấp nhận. Nhưng Thư Quế đã khẩn thiết van xin cô hãy suy nghĩ lại. Những lý do mà anh đưa ra nghe như một cái cớ yếu ớt, rằng con cái cần một gia đình đầy đủ, rằng bố mẹ hai bên đều đã già yếu. Lý do duy nhất khiến anh không muốn ly hôn không phải vì tình yêu với Lệ Vân, mà là trách nhiệm với gia đình này. Điều đó càng làm cô thêm phần cay đắng và tủi nhục. Cô không muốn trở thành một cái bóng mờ nhạt trong cuộc đời của một người đàn ông không còn yêu mình. Mặc dù Thư Quế cố gắng ôm lấy cô, cố gắng trấn an, nhưng sự thân mật ấy giờ đây chỉ càng làm cô cảm thấy ghê tởm. Những lời hứa hẹn, những nỗ lực an ủi giờ chỉ còn là sự giả dối trần trụi. Trong giây phút ấy, cô đưa ra một điều kiện. Nếu anh còn coi cô là vợ, anh phải dứt khoát với Tú Phương ngay lập tức. Không còn sự lựa chọn nào khác, Thư Quế miễn cưỡng đồng ý. Dù sâu trong lòng, anh biết rằng lời hứa này sẽ không dễ dàng thực hiện. Nhưng thực tế còn phũ phàng hơn. Cái đêm mà Lệ Vân gọi điện xin tiền cho con đi bệnh viện, Thư Quế không hề ở cơ quan như anh nói, mà đang ở trong căn hộ của Tú Phương. Cô ta cố tình nghe máy, cố tình gây sự với Lệ Vân để thỏa mãn sự hiếu thắng của bản thân. Cô hy vọng sự khiêu khích này sẽ khiến vợ của Thư Quế nổi giận, khiến họ cãi nhau kịch liệt và cô sẽ có cơ hội xen vào. Nhưng giờ đây, mọi chuyện không diễn ra như cô mong muốn. Thư Quế lại đến gặp cô vào sáng hôm sau. Với vẻ mặt đầy bất lực, anh thú nhận rằng bản thân không thể ly hôn. Cảm giác tội lỗi và sự ràng buộc trách nhiệm khiến anh không thể đưa ra quyết định dứt khoát. Nhưng đồng thời, anh cũng không muốn chia tay với Tú Phương. Anh muốn giữ cô ở bên mình, muốn duy trì mối quan hệ này. Nhưng đối với Tú Phương, điều đó chỉ làm cô thêm đau đớn. Cô đã hy sinh tuổi thanh xuân, đã chờ đợi quá lâu để nhận lại một mối quan hệ mập mờ, không danh phận. Lòng kiên nhẫn của cô đã cạn kiệt. Cuối cùng, Thư Quế cũng nhận ra rằng bản thân không thể có cả hai. Sự ích kỷ của anh đã đẩy cả hai người phụ nữ vào vòng xoáy đau khổ không hồi kết. Dù tình yêu với Tú Phương là thật, nhưng trách nhiệm với gia đình cũng không thể bỏ qua. Anh đứng giữa ngã ba đường, không biết phải làm sao để giữ được hạnh phúc mà không làm tổn thương ai. Nhưng lựa chọn nào cũng dẫn đến nỗi đau. Vào dịp Tết năm 2017, khi cả gia đình cùng nhau ngồi ăn bữa cơm đoàn viên, không khí xung quanh như thường lệ đều tràn ngập sự vui vẻ. Nhưng riêng với Lệ Vân, mỗi cái nhìn, mỗi cử chỉ lại khiến cô thêm nặng lòng. Trong bữa ăn, cô cố ý giữ khoảng cách và không nói chuyện với Thư Quế. Hành động này không qua được mắt bố mẹ cô, cảm nhận được sự khác thường, họ gặng hỏi để biết rõ tình hình. Trước sự quan tâm của cha mẹ, Lệ Vân cảm thấy nỗi tủi thân và uất ức dâng trào. Cuối cùng cô kể hết mọi chuyện về chồng mình và mối quan hệ với người yêu cũ. Nghe những lời đau lòng từ con gái, bố mẹ Lệ Vân không khỏi tức giận. Họ cảm thấy bị xúc phạm bởi hành vi phản bội của Thư Quế. Bao nhiêu hy sinh của con gái họ, từ việc không đòi hỏi gì khi về nhà chồng đến việc sinh cho anh ta hai đứa con, một trai một gái, tất cả đều bị chà đạp bởi hành động ngoại tình của anh. Cơn giận không thể kìm nén, bố Lệ Vân quyết định rằng con gái không thể tiếp tục yếu đuối thêm nữa. Ông bảo con phải thay đổi cách hành xử, bắt đầu từ việc đòi lại quyền kiểm soát tài chính, quản lý thẻ lương của chồng và buộc anh phải chấm dứt hoàn toàn với người phụ nữ kia. Nếu Thư Quế không thể đưa ra quyết định dứt khoát, ông sẵn sàng đến tận nơi để đối chất, làm rõ mọi chuyện với người phụ nữ đó. Cùng thời điểm ấy, ở quê nhà, Tú Phương cũng đang trải qua một cái Tết không bình yên. Cô trở về nhà trong bầu không khí căng thẳng. Mẹ cô, bà Lệ Trân, một lần nữa ép cô đi gặp những đối tượng mà gia đình đã sắp xếp, với hy vọng con gái sẽ sớm kết hôn và ổn định cuộc sống. Nhưng Tú Phương cương quyết từ chối. Bà Lệ Trần không thể hiểu tại sao con gái mình lại cố chấp đến thế, vẫn còn mong chờ người đàn ông đã có gia đình, con cái để huề. Mỗi lần nhắc đến Thư Quế, sự tức giận của bà lại bùng lên. Bà không thể chấp nhận được việc con gái vẫn giữ vững lập trường từ chối mọi mối quan hệ khác chỉ vì một người đã phản bội cô. Cảm thấy không thể tiếp tục im lặng, Tú Phương quyết định đối đầu với mẹ. Cô cho rằng chính bà là nguyên nhân khiến cuộc sống của cô trở nên bi thảm như bây giờ. Những gì bà làm trong quá khứ, từ việc ngăn cản tình yêu của cô đến việc ép buộc trong chuyện sinh lễ, tất cả đã đẩy cô vào tình thế hiện tại. Giờ đây, khi mọi thứ đã đổ vỡ, cô không còn gì để mất. Tú Phương nói rõ rằng bản thân vẫn còn mối liên hệ với Thư Quế và tin rằng anh sẽ ly hôn để đến với mình. Cô khẳng định rằng anh là người duy nhất mà cô yêu và sẽ không bao giờ chấp nhận ai khác. Tình cảm của cô dành cho Thư Quế không phải là nhất thời, mà đã bền vững suốt 17 năm, từ khi cô còn là một cô bé 13 tuổi. Đối với cô, ngoài Thư Quế,
không ai khác có thể thay thế vị trí trong lòng mình. Câu trả lời của Tú Phương khiến Lệ Bình bùng nổ. Bà không thể chấp nhận việc con gái tiếp tục phá nát cuộc đời mình vì một người đàn ông đã có gia đình. Sự tức giận dâng lên đến đỉnh điểm khi bà nghĩ đến việc con gái mình sẵn sàng biến thành kẻ thứ ba chen chân vào gia đình người khác, sẵn sàng gánh chịu mọi điều tiếng chỉ vì một mối tình không có kết quả. Bà hét lên, không kiềm chế được, gọi cô là kẻ không biết xấu hổ, là nỗi nhục của gia đình. Với bà, việc Tú Phương bám lấy Thư Quế chẳng khác nào cố tình làm mất mặt cả dòng họ. Giữa hai mẹ con, cuộc tranh cãi này lửa nổ ra, Tú Phương không còn giữ lại bất kỳ sự kính trọng nào. Cô đã quá mệt mỏi khi phải đối đầu với chính mẹ mình hết lần này đến lần khác. Cô cảm thấy như mình lại quay về với những ngày tháng đau khổ trước kia. Khi lần đầu cô báo tin mang thai cho mẹ, bà không đứng về phía cô, không bảo vệ cô, mà ngược lại, luôn là người đẩy cô vào đường cùng. Sự căm phẫn và oán hận khiến cô không còn lý trí. Cô thách thức mẹ mình rằng, cho dù cả thế giới này coi cô là kẻ đáng khinh, cô cũng sẽ không buông tay Thư Quế. Dù cả đời phải sống trong bóng tối, cô sẽ vẫn gắn bó với anh để trả thù cho những gì mà mẹ cô đã gây ra. Tiếng tranh cãi của hai mẹ con nhanh chóng thu hút sự chú ý của hàng xóm xung quanh. Những lời bàn tán, gièm pha bắt đầu vang lên. Người ta chỉ trích bà Lệ Bình vì đã can thiệp quá sâu vào cuộc sống của con gái mình, nhưng đồng thời cũng khinh thường Tú Phương vì sự cố chấp và quyết định ngu ngốc của cô. Họ cho rằng, nếu bà Lệ Trần không quá tham lam và ép buộc quá đáng, có lẽ mọi chuyện đã không đến mức này. Giờ đây, những gì mà mẹ con họ nhận lại chỉ là sự khinh rẻ của mọi người. Cả hai đều trở thành trò cười trong mắt hàng xóm và Tú Phương nhận ra rằng mình đang bị đẩy vào tình cảnh không lối thoát. Sự dằn vặt, nỗi đau và áp lực từ mọi phía khiến cô trở nên tiểu tụy hơn bao giờ hết. Những lời chỉ trích, tiếng xì xào của mọi người khiến cô không còn có thể ăn uống hay ngủ yên. Cô cảm thấy như mình đang rơi vào một vực thẳm không đáy. Thấy tình trạng của Tú Phương ngày càng tệ đi, Thử Quế vô cùng đau đớn. Anh nhận ra rằng sự hiện diện của anh trong cuộc đời cô chỉ đem lại thêm khổ đau và tổn thương. Tất cả những gì anh muốn là cô có được một cuộc sống tốt đẹp. Nhưng cuối cùng, sự yếu đuối và thiếu quyết đoán của anh lại làm cô suy sụp thêm, dù muốn ở bên an ủi. Thử Quế biết rằng mọi thứ đã đi quá xa và những vết thương anh để lại cho cô có lẽ sẽ không bao giờ lành lại. Tết năm 2017, không một ai trong số họ có được sự thanh thản hay bình yên trong tâm hồn. Cảm giác ngột ngạt và nặng nề bao trùm lên tất cả. Với Thư Quế, những ngày lễ vốn dĩ nên là thời điểm sum vầy lại trở thành chuỗi ngày đầy dằn vặt và mâu thuẫn. Anh tìm đến rượu để xua đi nỗi đau và sự rối ren đang gặm nhấm tâm trí. Những lần tụ tập bạn bè trở thành cơ hội để anh giải sầu. Nhưng càng uống, anh càng như chìm sâu vào vũng lầy không có lối thoát. Bạn bè thấy anh trong tình trạng như vậy không khỏi lo lắng, khuyên nhủ rằng anh không thể tiếp tục duy trì tình thế này mãi. Nếu cứ cố gắng níu giữ cả hai người phụ nữ, cuối cùng tất cả sẽ cùng chìm trong đau khổ. Anh cần phải lựa chọn, hoặc là kết thúc với vợ và đến bên Tú Phương, hoặc phải từ bỏ hoàn toàn mối tình cũ để tập trung vào gia đình hiện tại. Ban đầu, Thư Quế cứng đầu từ chối mọi lời khuyên. Trong suy nghĩ của anh, việc lựa chọn một trong hai đồng nghĩa với việc làm tổn thương một người, điều mà anh không muốn đối diện. Anh cảm thấy mình không đủ can đảm để ly hôn với Lệ Vân vì cô đã hy sinh quá nhiều cho gia đình. Cô đã sinh cho anh hai đứa con, một trai, một gái. Và từ khi cưới, cô luôn chăm sóc chu toàn mọi việc trong nhà, giúp anh có thời gian và tâm sức phát triển sự nghiệp. Những năm qua, Lệ Vân không chỉ là người vợ mà còn là chỗ dựa vững chắc của anh. Anh không thể phủ nhận tình cảm dành cho cô và càng không thể chấm dứt cuộc hôn nhân này khi nghĩ đến những gì cô đã cống hiến cho gia đình. Nhưng mặt khác, Tú Phương cũng là mối tình sâu đậm mà anh không thể buông tay. Anh biết mình đã sai khi quay lưng với cô năm xưa. Biết rằng, sự tổn thương anh gây ra cho cô không dễ dàng gì xóa bỏ. Cô đã dành cả tuổi thanh xuân để yêu anh và chờ đợi anh, trong khi anh lại ích kỷ chọn lựa con đường riêng. Nếu giờ đây anh tiếp tục từ bỏ cô một lần nữa, đó sẽ là sự phản bội không thể tha thứ. Thư Quế cảm thấy mình như bị mắc kẹt giữa hai người phụ nữ, không thể tiến, cũng không thể lùi. Sự giằng xé nội tâm khiến anh suy sụp và kiệt quệ dần. Sau Tết, tình hình càng trở nên căng thẳng hơn, khi gia đình Tú Phương tìm đến Thư Quế để yêu cầu một lời giải thích. Lệ Bình, mẹ của Tú Phương, không còn kiên nhẫn chờ đợi thêm nữa. Bà buộc tội anh đã hủy hoại cuộc đời con gái mình, để rồi giờ đây lại tiếp tục bắt cô chờ đợi trong vô vọng. Mọi hành động của anh đều bị quy kết là sự ích kỷ, là sự nhẫn tâm khi anh chẳng những không giữ được lời hứa mà còn đẩy con gái bà vào vòng xoáy đau khổ. Trong khi đó, bên phía Lệ Vân, bố mẹ cô cũng không thể ngồi yên. Họ căm phẫn khi biết sự thật rằng
Thư quỳ cưới con gái họ không phải vì tình yêu, mà chỉ để chút giận sau khi mối tình đầu tan vỡ. Cảm giác bị lợi dụng khiến họ bùng nổ phẫn nộ. Mọi sự hy sinh và tin tưởng giờ đây chỉ trở thành trò cười khi Thư Quế thản nhiên biến con gái họ thành kẻ thế thân, một công cụ để xoa dịu nỗi đau của anh. Cuộc tranh cãi giữa hai bên gia đình nhanh chóng biến thành một cuộc ẩu đà bằng lời lẽ đầy căng thẳng, không ai nhường nhịn ai, và Thư Quế, người đứng giữa, trở thành mục tiêu chỉ trích của cả hai phía. Anh không còn đường lui, bị đẩy lên đầu ngọn sóng dư luận, trở thành kẻ phản bội trong mắt cả hai gia đình. Những lời bàn tán, sự khinh miệt từ mọi người xung quanh càng làm tình cảnh thêm rối ren. Tin đồn lan rộng không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình mà còn khiến công việc của anh bị tác động nghiêm trọng. Áp lực từ mọi phía đè nặng lên vai, khiến anh không còn khả năng chống đỡ. Cảm giác tuyệt vọng bùa vây lấy Thư Quế. Anh bắt đầu nghĩ đến cái chết như một lối thoát duy nhất. Cái chết sẽ chấm dứt mọi đau khổ, mọi mâu thuẫn mà anh không thể giải quyết. Trong một khoảnh khắc buông xuôi, anh nghĩ rằng nếu nhắm mắt lại, lòng anh sẽ không còn đau nữa. Suy nghĩ ấy dần dần trở thành một ý niệm ăn sâu trong đầu, ám ảnh anh mỗi khi đêm xuống. Ngày 16 tháng 5 năm 2017, Thư Quế ngồi lặng lẽ trong một góc, suy ngẫm về những gì mình đã gây ra cho Tú Phương. Cảm giác nợ nần và tội lỗi đeo bám anh không dứt. Anh cầm bút viết ra một tờ giấy ghi nợ, như một cách để bù đắp cho những tổn thương đã gây ra. Nhưng khi nhìn vào con số trên giấy, anh lại cảm thấy không đủ. Sau một hồi suy nghĩ, anh quyết định viết thêm một tờ giấy nợ khác. Tổng cộng, cả hai tờ giấy ghi rõ số tiền lên đến 1 triệu tệ. Với anh, đây là cách duy nhất để bù đắp, để giúp Tú Phương có một cuộc sống tốt hơn sau khi anh ra đi. Khi giao hai tờ giấy cho Tú Phương, Thư Quế nhìn vào mắt cô, cảm thấy nỗi đau dâng lên trong lòng. Cô nhận lấy hai tờ giấy, cảm nhận được phần nào nỗi niềm của anh, dù biết rằng tiền bạc không thể bù đắp hết những tổn thương mà anh đã gây ra. Nhưng ít nhất, đây cũng là minh chứng cho sự chân thành mà anh dành cho cô. Trong sự đổ vỡ và đau khổ, đây là cách duy nhất anh có thể nghĩ đến để chứng minh tình cảm và lời hứa của mình. Nhưng sâu thẳm, cả hai đều hiểu rằng, dù có bao nhiêu tờ giấy nợ đi chăng nữa, thì những vết thương trong lòng cũng không bao giờ lành lại. Cảm giác mất mát, phản bội và tuyệt vọng sẽ mãi mãi in sâu trong trái tim họ, như một vết sẹo không bao giờ phai nhạt. Ngày 12 tháng 6, Thư Quế tiếp tục phải đối mặt với áp lực khủng khiếp khi cả cha mẹ ruột và cha mẹ vợ cùng nhau chất vấn và trách móc. Anh cảm thấy như mình đang bị đẩy vào ngõ cụt, không còn lối thoát. Đứng giữa những ánh mắt đầy phẫn nộ và những lời chỉ trích nặng nề, anh nhận ra rằng tình cảnh này sẽ không bao giờ kết thúc trong êm đẹp. Những lời khuyên, sự thúc ép từ gia đình và gánh nặng tinh thần đã vượt quá sức chịu đựng của anh. Tối hôm đó, Thư Quế trở về nhà trong tâm trạng nặng trĩu. Anh ngồi một mình trong căn phòng tối, suy nghĩ về con đường đã chọn, về những tổn thương mà mình đã gây ra cho hai người phụ nữ mà anh yêu thương. Anh cảm thấy mọi chuyện đã đi quá xa và giờ đây, bất kỳ quyết định nào cũng đều dẫn đến nỗi đau không thể cứu vãn. Sau một hồi trầm tư, anh quyết định viết một bức thư tuyệt mệnh, như một cách để nói lời từ biệt với tất cả. Trong thư, anh nói về những dằn vặt mà bản thân phải chịu đựng, về nỗi ân hận không thể xóa nhòa và mong muốn được giải thoát. Mang theo chứng minh thư, Thư Quế rời khỏi nhà và lặng lẽ bước về phía ga tàu. Khi đêm đã buông xuống, nhân lúc nhân viên an ninh không để ý, anh bước xuống đường ray và nằm xuống. Trong khoảnh khắc ấy, anh nhắm mắt lại, chờ đợi kết thúc như một sự giải thoát khỏi tất cả những bế tắc và đau đớn mà anh không còn khả năng chịu đựng thêm nữa. Sáng hôm sau, một nhân viên kiểm tra đường sắt trong lúc đi tuần tra đã phát hiện ra thi thể của Thư Quế. Cảnh sát ngay lập tức được thông báo và nhanh chóng xác định danh tính nạn nhân dựa trên chứng minh thư trong túi anh. Tin tức về cái chết của Thư Quế nhanh chóng lan truyền, khiến cả Lệ Vân và Tú Phương đều rơi vào cơn đau khổ tột cùng. Lệ Vân, khi nhận được tin chồng mình tự sát, đã hoàn toàn suy sụp. Cô không thể tin được rằng, người chồng mà cô đã chung sống bao năm lại lựa chọn kết thúc cuộc đời theo cách này. Những lời trách móc, sự thúc ép trong những ngày qua trở thành nỗi dày vò trong lòng cô. Cô đau đớn nhận ra rằng, nếu cô không cố buộc anh phải lựa chọn, nếu cô có thể chấp nhận ly hôn sớm hơn, thì có lẽ anh đã không rơi vào bước đường cùng như thế này. Nỗi ân hận đè nặng khiến cô không còn biết làm sao để đối diện với cuộc sống hiện tại. Tú Phương, khi nghe tin về cái chết của mối tình đầu, cũng rơi vào trạng thái tuyệt vọng không kém. Cô hiểu ra rằng, những tờ giấy nợ mà Thư Quế đã viết cho cô trước đó không đơn giản chỉ là một cách để bù đắp, mà là dấu hiệu cho thấy anh đã không còn ý định tiếp tục sống. Cảm giác mất mát và tội lỗi khiến cô không thể ngừng tự trách bản thân. Cô nghĩ rằng, nếu mình không kiên trì đòi hỏi và không can thiệp vào cuộc hôn nhân của anh, có lẽ mọi chuyện đã không đến mức này. Ngay cả Lệ Bình, mẹ của Tú Phương,
cũng bị sự việc này giáng một đòn mạnh mẽ. Bà cảm thấy ân hận khi nghĩ về quá khứ, khi lần đầu tiên bà yêu cầu một khoản sính lễ quá lớn, đẩy Thư Quế vào tình thế không thể nhượng bộ. Bà nhớ lại những gì đã xảy ra khi Tú Phương thông báo mang thai và cảm giác sợ hãi rằng con gái mình sẽ không được tôn trọng nếu không có đủ tiền sính lễ. Giờ đây, nhìn lại, bà nhận ra rằng chính sự cố chấp và lòng tham ấy đã đẩy tất cả vào bi kịch. Tú Phương cầm hai tờ giấy nợ trên tay, lòng ngập tràn mâu thuẫn. Nếu đi đòi số tiền 1 triệu tệ này, cô biết rằng Lệ Vân và hai đứa con sẽ rơi vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn và bất công. Nhưng bản thân cô cũng đang trong tình cảnh khốn khó. Sau nhiều năm không có việc làm ổn định, căn nhà mà Thư Quế mua cho cô vẫn đang trong thời gian trả góp. Mọi khoản tiết kiệm của cô đều do anh đứng tên. Và giờ đây, khi anh đã ra đi, cô không biết phải làm thế nào để giữ lại chút tiền đó cho mình. Sau khi tang lễ của Thư Quế được hoàn tất, Tú Phương quyết định tìm gặp Lệ Vân để bàn bạc. Nhưng Lệ Vân không muốn nhượng bộ. Nỗi căm hận trong lòng Lệ Vân quá lớn khiến cô không thể chấp nhận bất cứ yêu cầu nào từ phía Tú Phương. Với cô, người phụ nữ này đã trực tiếp đẩy chồng cô vào con đường cùng, khiến anh phải tìm đến cái chết. Mọi tài sản của Thư Quế phải thuộc về hai đứa con, và cô không cho rằng Tú Phương có quyền can dự vào chuyện đó. Không còn cách nào khác, Tú Phương đành phải nhờ luật sư can thiệp và quyết định khởi kiện Lệ Vân với lý do là nợ dân sự, dựa trên hai tờ giấy nợ mà Thư Quế để lại. Đến giữa tháng 8 năm 2017, Lệ Vân bất ngờ nhận được đơn kiện. Cô hoảng sợ trước viễn cảnh có thể phải bán nhà và rơi vào cảnh không nơi nương tựa cùng với các con. Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, cô đã nhận được sự giúp đỡ của bạn bè và mời được một luật sư để bào chữa cho mình. Tháng 9 năm 2017, phiên tòa được mở. Hai người phụ nữ cuối cùng cũng phải đối diện nhau, mang theo tất cả nỗi đau, sự giận dữ và những cảm xúc giằng xé suốt nhiều tháng qua. Trước tòa, cả hai không thể kìm nén được nước mắt khi nhắc đến những gì đã xảy ra. Mọi thứ bỗng chốc như một hồi kết buồn trong một câu chuyện tình đầy cay đắng. Luật sư của Lệ Vân lập luận rằng giữa Thư Quế và Tú Phương không tồn tại mối quan hệ vay nợ hợp pháp và do đó, tờ giấy nợ không có giá trị pháp lý. Hơn nữa, dù có di chúc, thì mối quan hệ ngoài hôn nhân của họ đã vi phạm luật hôn nhân, làm cho di chúc đó không được pháp luật công nhận. Cuối cùng, tòa án phán quyết bác bỏ yêu cầu của Tú Phương, cho phép cô tiếp tục sử dụng căn hộ mà Thư Quế đã mua cho, nhưng không công nhận số tiền 1 triệu tệ. Khi tình yêu đã trở thành nguồn cơn của bi kịch, lựa chọn duy nhất là dứt bỏ và buông tay, để cả hai có thể tìm được con đường đi riêng, nơi không còn nỗi đau và sự dằn vặt.